Em Hằng Nga chào cả nhà Mê Hoa Lan trên mọi miền nha. Hôm nay là ngày thứ hai, tức là ngày 12 tháng 4, ở dưới là ngày mùng 1 tháng 3 âm lịch. Hôm nay thì em tranh thủ quay lại cái dây kiếm của vườn nhà nó đang nở. Cái chậu kiếm này là xuất xứ từ vườn của anh Nguyễn Ngọc Hà. Là Nguyễn Ngọc Hòa hồi năm ngoái có đổi cho Hằng Nghe một cụm kiếm để lấy một vài cái cây calia. Hôm nay thì em nghe chăm lại cây này đó, thì cấy vào cái chậu nó cũng không được to lắm, nhưng giờ nó cũng chật cái chậu rồi. Hôm nay thì hoa nó đang là nở. Một cái cần hoa này đó, hồi nãy em đo thử thì nó dài hơn 1 mét. Vâng, cái cây kiếm này chỉ là một cây kiếm kiểu như là tên vũ, nhưng mà cái bông và cái màu sắc của bông thì lại rất là đẹp luôn á. Còn cái lưỡi của cái bông đây nè thì nó có những cái điểm nhấn là màu hồng này, rồi còn chấm chấm nữa. Cánh thì màu vàng rất là sáng luôn. Và cái nổi bật của cái cây này đó thì là cái cánh của nó. Vâng, Hằng nghe thấy nó khá là đẹp, khá là đẹp luôn. Cái cành hoa thì rất là dài, cành hoa dài hơn 1 mét. Do vườn nhà em khá là chật chội và nhỏ đó, cho nên là định bụng là bỏ lên cái đôn để cho nó buông xuống nó đẹp. Nhưng mà cuối cùng là ở trên đây là cái tầng ở trên mái nhà, cho nên là đặt những cái chậu đôn nó cũng nặng nề, nó rất là bất tiện bê lên bê xuống. Cho nên thôi thì nhà mình cái hoàn cảnh nó như vậy, nên là mình cho cái dây kiếm này nó nằm ở những cái vị thế nói chung là cũng chẳng giống ai. Và cái chậu này cũng khá to, chắc cũng tầm được 20 thân rồi ạ, 20 thân. Và hôm nay thì nở được 3 ngồng hoa. 3 ngồng nhưng mà 2 ngồng nở rồi, còn 1 ngồng thì đang ở đây. Mà sao kiếm nó nhanh nở lắm ạ. Em thấy một buổi tối có thể nó dài ra 10 cm ạ. Một buổi tối một cái ngồng hoa nó dài ra 10 cm. Là hôm trước em kẹp nó ở cái vị trí này, cái sáng hôm sau lên là nó đã đùn lại một mớ rồi. Xém nữa là gãy cần luôn. Vâng, cần rất là dài ạ. Dài phải hơn 1 mét. Còn về thân lá mà nói thì Hằng Nghe mới tập tành quay bên cái môn kiếm này nè, nên là cũng không biết kỹ thuật nó như thế nào, chỉ biết là mình cứ làm theo cảm tính thôi. Nên là em thấy cây này lá nó dài lắm ạ. Có cái lá chắc cũng phải dài cả mét, nhưng mà có những cái mầm non mầm tơi thì chắc là nó sẽ ngắn hơn. Nghe đồn là bảo là nó bị thiếu nắng, mà trên cái rèn của nhà em nó cũng nắng lắm, cũng nóng lắm, mà nó là thiếu nắng thì chắc là hết cái lần này thì Hằng Nghe sẽ thay cái chậu nó to hơn một chút. Chứ còn thấy mầm biết nó mọc ra này. Vâng, cái này bạn lá cũng hơn 5 cm. Củ lá cũng rất là nhiều luôn. Cái này khoảng tầm em thấy lá của nó là 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá đấy ạ. Vâng, như thân tơ bên này lá rất là to luôn. Cái này thì chỗ anh Hề đặt đại là hồng hoàng kiếm. Không, bởi vì cái lưỡi của nó màu hồng và cái cánh của nó là màu vàng khá sáng, cho nên là chỗ anh em đặt là màu là cây hồng hoàng kiếm. Hôm nay thì bụi này nở 3 ngồng hoa. Chỗ này em có mỗi sưu tầm được mỗi thứ một chút thôi. Vâng, mấy cây lô hội. Cây này thì mua của nhà chị Kim Nhung Dương, đang là nở hoa, đang là có nụ ở dưới đấy ạ. Cây này mua một tép mà bây giờ cũng được khá rồi. Em cũng không biết chăm ấy, nên là đẻ chậm lắm. Đang là có nụ. Vâng, cây này là cũng cây lô hội luôn. Cây này của Yên Tử. Cây này Yên Tử. Nói chung tất cả những cây này đều cũng hoa rồi. Cây này là cây vàng cánh bầu Hải Phòng. Vâng, cũng mới nở 2 cành hoa hôm trước. Vâng, còn cây này là cây một cây trắng. Em có cây vàng quang hanh.
một cây mai ngọc ban, cây mai ngọc, mấy cái này là cây, một cây của Cao Bằng, vâng, cây lông hội của Cao Bằng. Cây bên trong là cây kim vũ, cây này là cây màu vàng, hình như là hàng của Thái. Vâng, chỗ này em có một cây hài Rus Lady, vâng, bạn lé thì được 5 sen đó. Do với tập tành kiếm phép nên là em thấy cái hài em cũng đo luôn. Cái khóm hài này của em được 4 ngọng hoa. Quên, 1 ngọng hoa là 4 bông. Cái cần này khá là dài luôn. Cụm này em để cho nó quay theo hướng nắng mặt trời mà cuối cùng cái hoa cũng không quay theo ý mình được. Ở đây em có một cây flash. Cây flash thì cũng mới mua thôi. Thân thủ cũng khá là đẹp luôn. Cây flash lá thì cũng được 5-6 sen đó. Cái này mới sắm của Tuyết Cao Bằng. Cái này là cây vàng cánh bầu. Em có một cụm vàng Tây Ninh. Hôm trước mua được 3 thân. Mua 3 thân thì bây giờ ở bên kia là nó mọc lên được 3 thân nữa rồi. Vàng thân tơ được 3 thân nữa thì mỗi mùa 3 thì được 6 rồi. Đây em có một cây tiên vũ luôn, đang có hoa rồi, hy vọng là hoa nó sẽ đẹp. Bên kia em có cây tai quan, ba cụm tai quan thì mới xuống chậu được vài tháng thì đang là lên mầm măng rất là đẹp. Cây này em có một cây vàng gì đấy không biết tên, cây gieo hạt đang để chuẩn bị nở hoa luôn, không có nụ rồi. Chắc ngày mai này sẽ có hoa. Tại sao cái ngọng hoa nó dài loằng ngoằng như thế này? Thôi kệ nó, giờ biết sao được, hoa mà. Nó ra hoa gì thì biết hoa nấy. Cơ bản là em thấy chỗ lá nó dài đấy, mất nước. Vâng, một cây này là cây coco, coco semi, vâng, coco semi. Coco mới hôm trước đấu giá của hội lên kiếm lá cứng. Và em có một cây vàng Lào cũng đang có nụ đây. Ngày mai chắc là cái này nó sẽ nở ra. Cái này thì củ rất là to, lá thì cũng rất là, bạn lá cũng rất là rộng luôn, chắc cũng phải 5 cm mấy á. Bạn lá rất là rộng. Chỗ này em còn một cây vĩ hoàng măng. Vĩ hoàng này hôm trước em mua của Nguyễn Thùy ở Đà Nẵng. Rồi em mua chậu em nó bán là 3 thân mẹ bên này. Và bây giờ em được 3 thân bên kia và đang lên hai cái mầm măng rất là to luôn. Bạn lé của cây này thì bữa nay là được 6 sen rồi. Bạn lé của cây vị hoàng hôm nay là được 6 sen rồi, cũng chưa mở hết lá. Nói chung là tập tành úm tí vậy. Hôm trước mua 3 thân thì bây giờ được 3 thân 2 măng. Ở chỗ này em có cây vàng cánh bầu Hải Phòng của Hoàng Trung Nguyên. Bên này đang nhú nụ rồi. Cái cây ở góc bên kia là cây chương trình đấu giá từ thiện, chẳng biết cây gì mà quên mất tên rồi. Mà bây giờ cái gốc của nó đang nhú lên tới 3 mầm. 3 cái mầm muốn nhú lên, chắc là cả hoa cả măng như thế tròn tròn. Tròn tròn chắc là hoa hay măng nhú được. Vâng, cây này em đấu giá ở bên từ thiện của anh Tình Ca lên rừng phố núi. Vâng, em có một cây xanh Huế. Xanh Huế một thân tơ một măng. Vâng, bên kia em cũng có một cụm xanh Huế luôn, một mẹ một con. Vâng, bên này cũng có một xanh Huế. Cây này cây gì em quên tên rồi. Cây này của anh Hà. Cây này cây màu trắng sữa. Chắc là vàng cánh bầu gì đấy. Cây này cây tiên vũ. Cây này của Bình Định. Vâng, đang có một ngọng hoa bên này và có một cái ngọng hoa góc bên đây. Chậu bé xíu, mông bé cũng ok lắm, được 2 ngọng hoa. Bên này cũng có một cây phan trí.
Mấy cây này là cây, nói chung cây này hàng tặng, em cũng quên không biết cây gì. Cây này của anh Hà gửi. Cây này là của rừng Huế. Rồi em có cây xanh Huế này mới tách ở bên kia ra, đang nhú một măng rồi, sắp hết rồi. Bên này em có cây vị hoàng. Vị hoàng hôm trước em mua 9 thân, em tách ra 2 thân già rồi. Và chỗ này lại còn là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vâng. Tách ra 2 thân già rồi, bây giờ bên này còn 9 thân. Bên này mọc một thân tơ, thân này là một măng. Một măng ở chỗ này. Em đang định vị, định là sẽ tách cái thân này ra để vào một cái chậu mới để bán lẻ lấy tiền sửa dàn. Đây là cái khu kiếm ở trên này em thì chỉ có một vài cây thôi, nhưng mà cây chủ yếu em muốn khoe là cây này đó. Đấy, ý là hoa nó nở đẹp thì em mới khoe thôi. Nhưng mà nhà em thì cái gì cũng sưu tầm tí tí, em cũng chẳng có thời gian chăm á, nên là nhiều khi cây nó không đẹp. Đấy, em tranh thủ khoe cái kiếm nụ nụ hoa hoa đó. Anh chị em theo dõi kênh thì cho em nghe một nút chấm phẩy tương tác nha. Vâng, anh chị cần sưu tầm cái gì thì cứ nhắn nhé, gọi em. Điện thoại của Hằng Nghe là 0916 582 133. Vâng, em cái gì cũng có, một tí thôi. Vâng, cái gì cũng có, một thứ một chút. Vâng, cảm ơn cả nhà đã quan tâm nha. Đẹp quá, thơm lắm luôn. Vâng, thơm lắm luôn.